Yamaha RX Asawa Receiver 8K của năm trang bị phần cứng chuẩn high-end vi xử lý thế hệ mới Qualcomm QCS407. Thuộc series Yamaha Aventus rất nổi tiếng trong phân khúc âm ly xem phim cao cấp, Receiver RX A6A được tái cấu trúc từ ngôn ngữ thiết kế, cấu hình phần cứng và sở hữu toàn vẹn những công nghệ kỹ thuật số mới nhất. Yamaha RX A6A mang ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới với cấu trúc phẳng, sử dụng các đường cắt ngang để tạo nên những hình khối mạnh mẽ nhưng cũng đầy tinh tế. So với các Receiver cao cấp hiện nay, điểm khác biệt phần cứng đáng chú ý của RX A6A là cấu trúc khung chassis hình chữ H rất dày và vững, kết hợp thêm bộ 5 chân chống rung tạo nên một khối máy có khả năng xử lý rung chấn tinh vi tương tự như những mẫu âm ly high-end. Receiver này trang bị đến 7 cổng HDMI chuẩn 2.1, cho phép phát nội dung 8K 60Hz và hoàn toàn tránh được lỗi tín hiệu 4K 120Hz khi chơi game. Về hiệu suất, Yamaha RX A6A sẽ đáp tốt trong những phòng phim cỡ lớn với cấu hình 9.2 kênh cho công suất lên đến 150W. Âm ly xem phim này có đủ 3 định dạng surround hàng đầu hiện nay là DTS:X, Dolby Atmos và Auto 3D với khả năng xử lý nhiễu tinh vi nhờ nền tảng Qualcomm QCS407. Surround AI là một tính năng độc quyền của Yamaha trang bị bên trong RX A6A, giúp tự động phân tích, xử lý và tối ưu âm thanh một cách thông minh theo thời gian thực. Tính năng streaming của receiver này có thể nói là toàn diện nhất hiện nay, hỗ trợ giao thức Wi-Fi, AirPlay 2, phát nhạc Spotify, Amazon Music HD, Tidal, Deezer, Qbird, tương thích hệ sinh thái âm thanh đa phòng và điều khiển giọng nói qua Alexa, Google và Siri. Có quá nhiều điểm mạnh khi nhắc đến receiver Yamaha RX A6A. Đây là một trong những âm ly xem phim hàng đầu hiện nay, có mức giá hợp lý, đáp ứng những đòi hỏi đặc biệt trong việc setup các hệ thống loa home theater cao cấp như hỗ trợ hình ảnh 8K, âm thanh surround 3D hoàn thiện với tính năng tối ưu AI theo thời gian thực, streaming toàn năng và hơn hết là chất lượng trình diễn đáp ứng công suất lớn nhưng đạt được độ chính xác ấn tượng. Yamaha Aventus RX A6A xứng đáng với vinh danh Editor's Choice Award 2021, đứng đầu danh sách receiver của năm.